Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh Nhà Đất Rẻ Thiện Khang. Thì ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một mảnh đất công nằm trên ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Thì bây giờ xin trân trọng giới thiệu là một mảnh đất công là hiện hữu chúng ta là tầm mặt tiền 10m, 10m nở hậu là tầm 13m, hậu dài chúng ta là 95m, thổ cư được 115m. Trong vòng bán kính 300m của khu ta là nhà dân ở thoải mái nha quý vị. Và cách nhựa Trường Sơn chúng ta là tầm 800m. Cách khu nhà trà là tầm khoảng 2km. Khu đây cũng nhà dân ở rất bình thường nha. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng Khang vào trong đất để tham khảo chiều hậu dài của đất rất là rộng rãi thoải mái nha quý vị. Thì hôm nay em xin gửi đến quý vị khán giả một mảnh đất nằm trên ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hiện hữu mặt tiền đất chúng ta là 10m, nở hậu chúng ta là 13m, thổ cư được 115m, hậu dài hiện hữu là 95m. Đất của chúng ta được hai mặt tiền trước chúng ta là 4m, mặt tiền bên hông là đường đất cũng tầm giá 4m. Đường chúng ta du lịch ô tô xe tải vào thoải mái ha. Thích hợp chúng ta là trồng trọt chăn nuôi, cất nhà cũng ok tại vì đất chúng ta thổ cư nha, còn phần còn lại đặt sao đặt lúa thôi, nói đặt lúa thôi, nhưng chúng ta hiện hữu là đang trồng cây ăn trái luôn, trồng nhãn nhưng mới phá đây thôi nha. Hậu dài rất là dài, rất thích hợp chúng ta trồng cây hay là chăn nuôi hay là tất cả gì cũng đều tiện lợi hết vì ta hậu ta rất là dài. Mời Khang vào trong cùng xem tới hậu cuối cùng nha. Hậu này chúng ta đi làm mỏi giò luôn. Đây, kế với đất ta là cũng đang trồng nhãn, đất hiện hữu chúng ta cũng đang trồng nhãn nhưng mà là đã phá ra rồi, rất là mặt bằng là ok, đất mình là không trũng không gì hết quý vị, rất là bằng phẳng luôn. Chúng ta xây nhà một phía trên là chừng 5m thôi, còn phía dưới chăn nuôi trồng trọt thả 100 con bò, 200 con vịt, 600 con heo cũng còn dư sức ở cầu nha. Thì hậu dài chúng ta tầm giá là tới 95m chiều dài. Và chúng ta mua thì được cái hàng rào kế bên ha. Đỡ tốn kém một hàng rào kế bên là bên cao su là chúng ta đã rào rồi ha. Mua về phần còn lại chúng ta chỉ rào bên hông này thôi ha. Đỡ tốn kém chúng ta nữa. Thì tổng cộng hiện hữu đất chúng ta là tầm 1.200m2, 1.200m2 tôi đưa như là 1.2. Bây giờ thì còn hậu phía sau nha. Thì nãy giờ đi cũng mỗi giờ là đi tầm khoảng là chừng nửa đất thôi. Đến cuối cùng đất thì quý vị biết là hậu rất là dài nha. Bây giờ đất công chúng ta kiếm mà để có thổ cư mà để xây nhà, để trồng trọt chăn nuôi trên đó luôn thì cũng rất là hiếm nha quý vị. Rất là hiếm. Đất thì cũng bằng phẳng, không trũng, không hầm, không hố. Đất là chúng ta trồng các loại cây ăn trái nè, thả vịt, gà, trâu, bò đồ ok, thoải mái, và đất rộng rãi nè. Đây, bây giờ theo Khang thì cái hậu cuối cùng ha. Hậu cuối cùng của đất chúng ta có ranh, có cọc đàng hoàng. Về chúng ta cứ rào dạo lên, rất ok luôn. Cặp chúng ta là cặp từ đây. Rồi đây. Đây. Cặp từ ta chúng ta từ đây. Dài lên phía trên. Dài lên phía trên. Tới tấm nhãn ở trên ha, tới nhãn phía trên. Đó, hậu dài ta là 95m nha. 95m chiều dài. 95m chiều dài. Bên phía bên tay phải chúng ta là có hàng rào đầy đủ, hàng rào sẵn luôn. Vậy chúng ta chỉ cần việc là rào phía bên tay trái thôi. À, còn bên đây cặp chúng ta có ranh đàng hoàng hết, có ranh giới đàng hoàng hết nha mọi người.
cọc phía sau chúng ta, ranh phía sau chúng ta đây.